Chào mừng quý vị quay trở lại với channel OVBiz. Ăn chơi chắc tán không chỉ xuất hiện ở những đại gia, công tử, mà còn ở cả những quan chức thoái hóa biến chất với mức độ khủng không tưởng. Để biết thông tin chi tiết, xin mời quý vị đón xem những cuộc ăn chơi đình đám của quan chức Việt Nam. 1. Nguyễn Thành Lèo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng, đánh ván cờ tướng với tiền độ hàng chục tỷ. Vốn là bạn học cùng bổ túc văn hóa công nông, ông Nguyễn Thành Lèo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3 Sóc Trăng, từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết. Cùng đam mê đánh cờ tướng nên hai quan thường hẹn nhau giải trí vài ván sau những buổi làm việc. Đầu tiên họ chỉ ăn thua nhau bằng vé số. Chi năm tuổi, ngụ phương 3 thành phố Sóc Trăng cho biết, ông Leo mua vé số rất bạo, không chỉ mua hết cho các cô cầu bán nế buổi chiều, thỉnh thoảng người của đại lý vé số còn ghé quán cà phê gần sở giao thông vận tải tỉnh đưa cho ông lèo cả sấp giày cộp có tham gia góp vốn vào công ty cổ phần xây dựng phú lộc ở huyện mỹ xuyên sóc trăng ông lèo được biết đến là quan nhiều tiền còn ông tân cũng không kém cạnh bàn học bởi làm chủ yếu nhà hàng quán cà phê và luôn vu trên chiếc audi cáu cạnh một người bạn của ông tân ở phân hiệu một trường trung cấp nghề khu vực đồng bằng sông cửu long kể rằng có hôm hai kỳ thủ bắt đầu đánh từ chiều đến tận đêm nhưng chỉ được một ván họ nghiền ngẫm nước cờ rất kỹ đôi khi là cả nửa tiếng đồng hồ mới quyết định ăn con cờ đối phương. Còn một cán bộ ngành giao thông vận tải thì nhớ như in, ván cờ đêm tang lễ của cựu giám đốc sở giao thông vận tải Sóc Trăng gần hai năm trước. Hôm ấy ông Lèo và ông Tân cùng đến dự đám tang, nhưng một lúc sau, họ lại kéo nhau qua bàn riêng đánh cờ tướng đến gần nửa đêm. Do có một người bạn rủ nhậu mà không thể từ chối được, trước khi đánh xế hộp đi, ông Tân lấy điện thoại chụp lại hiện trạng ván cờ, Gần 3 giờ sau ông này quay về, xếp cờ như cũ, rồi chơi tiếp đến dạng sáng. Sau khi ông Lèo và ông Tân bị bắt quả tàng, đánh cờ ăn tiền, nhiều người quen của họ không khỏi ngỡ ngàng vì số tiền đem ra cá cược lên đến hàng chục tỷ đồng. Còn vợ ông Lèo cũng than thở. Giờ tôi mới biết, những lần chồng đi thâu đêm suốt sáng là để đánh bạc, chứ không phải mèo chuột như tôi nghi ngờ. Hồi trước tôi cũng nghe nói ông đánh cờ tướng với bạn bè, nhưng tôi cứ nghĩ họ chỉ ăn thua vài tờ vé số, ít chai bia uống cho vui, Giờ vỡ chuyện thành ra mới biết, ông đánh cờ với chủ quán cánh buồm, cực nhau tiền tỷ. Trình bày sự vụ với cơ quan công an, ông Lèo cho biết, trong nhiều tháng qua, ông và ông Tân đã nhiều lần đánh cờ tướng ăn tiền tại các quán cà phê. Ban đầu mỗi ván chỉ là cược vài triệu đồng, đặc biệt gần đây, mỗi ván có số tiền ăn thua lên đến từ 1 đến 5 tỷ đồng. Sau nhiều ván thua trắng ông Lèo thiếu ông Tân tổng cộng 22 tỷ. Mặc dù đã cố gắng bán tài sản, hỏi mượn tiền của nhiều người nhưng ông Leo chỉ trả ông Tân được 5 tỷ đồng, có nợ khoảng 17 tỷ đồng. Nhiều lần đòi nợ nhưng không được. Ông Tân đã thuê một tay xã hội đen, có máu mặt ở thành phố Sóc Trăng nhiều lần đến nhà ông Leo siết nợ, đe dọa giết cả nhà ông. Theo đó, vào tối ngày 22 tháng 12 năm 2011, ông Leo hẹn ông Tân đến quán cà phê máy lạnh Thi Tài 2 trên đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng để đánh cờ, đồng thời điện báo với cơ quan điều tra. Khi ông Leo và ông Tân đang sát phạt, thì hơn chục trinh sát ập vào bắt quả tang. 2. Trần Công Lộc, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau, xây phủ thờ gia tộc lớn nhất vùng đầu bằng sông Cửu Long. Khác với thú đỏ đen của hai vị kia, ông Trần Công Lộc khi đang đương chức là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chơi trội khi về vùng quê ngã năm tỉnh Sóc Trăng, đầu tư xây phủ thờ rất hoành tráng. Đường dẫn vào khu phủ thờ là chiếc cầu bằng bê tông sơn phết đỏ tươi, Cổng chính tòa phủ được thiết kế mái ngói rồng phượng uốn lượn. Toàn bộ khuôn viên của phủ được đóng cọc bê tông và căng rào mới. Qua cổng là chiếc cầu hình bán nguyệt bắc qua ao sen. Phủ thờ chính có mái ngói cong. Những cây cột bên trong phủ đều được chạm rồng uốn lượn công phu. Những cánh cửa đều bằng gỗ đắt tiền được nhập khẩu từ Indonesia. Sân phủ thờ, nơi thì được lát tấm đàn, nơi thì có ốp đá trẻ và trưng rất nhiều cây kiểng, nhất là các loại mai. Ngay cả vợ viện trưởng Lộc cũng thừa nhận phủ thờ nhà mình lớn nhất vùng. Để hoàn thành, chủ đã phải thuê đội ngũ thợ xây từ Cà Mau lên kết hợp với rất nhiều nhân công địa phương. Về kiểu cách, thì được chính ông Lộc đứng ra chọn mà không cần thuê thiết kế. Cũng theo bà này, số tiền xây dựng chỉ hết khoảng 500 triệu. Xong người dân, địa phương cho rằng số tiền ấy chỉ đủ để san lấp mặt bằng, xây hàng rào cùng các công trình cầu cống. Trước khi vị này bị cách chức, cơ quan chức năng xác định ông Lộc có khối tài sản gồm nhà đất cây kiểm trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng kê khai không trung thực trong thời gian đương chức ông trần công lộc đã có hàng loạt sai phạm như kê khai tài sản với cơ quan quản lý ông lộc chỉ khai có hai căn nhà tại thành phố cà mau tỉnh sóc trăng chai tôm giống và hai chiếc xe honda nhưng theo kết quả kiểm tra ngoài căn nhà ở thành phố cà mau trị giá hàng tỷ đồng của gia đình ông lộc đang ở ông lộc còn rất nhiều nhà đất có vị trí đẹp giữa thành phố này trị giá hàng chục tỷ đồng Ngoài ra, ông Lộc còn cho xây phủ thờ gia tộc lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long tại huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, trị giá hàng tỷ đồng. Ngày 12 tháng 1 năm 1991, Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải, nay là tỉnh Cà Mau, giao cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 38,3 ha đất rừng của Lâm Trường Nam Căn để canh tác. Đến thời hạn trả đất, viện trưởng Trần Công Lộc không giao lại đất cho nhà nước mà ký hợp đồng cho bà Trần Mỹ Lệ là chị ruột thuê. Đến ngày 17 tháng 1 năm 2004, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định thu hồi diện tích đất nêu trên, nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau vẫn không chấp hành. Năm 1995, ông Lộc sinh con thứ ba, nhưng đến tháng 5 năm 1996 vẫn được bổ nhiệm chức viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Hai năm sau, ông Lộc sinh con thứ tư và đến tháng 12 năm 2004 vẫn được tái bổ nhiệm chức vụ này. Việc sinh con thứ ba và thứ tư của ông Lộc không kê khai trong các bản kiểm điểm để thực hiện quy trình bổ nhiệm và tái bổ nhiệm. Ngày 1 tháng 7 năm 2005, với vai trò Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, ông Lộc đã bỏ lọt tội phạm nghiêm trọng khi báo cáo thường trực tỉnh ủy xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Tín Nghĩa, chủ mưu trong vụ án chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng tại công ty Canminex. Với những sai phạm nêu trên, ngày 15 tháng 5 năm 2008, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao triển khai quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ân Trần Công Lộc để kiểm điểm, xem xét và xử lý kỷ luật. Đến ngày 22 tháng 5, Ban Thường vụ tỉnh ủy Cà Mau đã quyết định cách chức bí thư ban cán sự đảng, khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lộc, đồng thời đề nghị cách chức viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh. 3. Nguyễn Văn Khỏe, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, lừa đảo 5.000 lượng vàng lấy tiền ăn chơi. Trước đó tại thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng Trần Thị Hà, Hà Văn Hòa, giám đốc và phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Thành Phát đã cấu kết với ông Nguyễn Văn Khỏe, tám khỏe, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn để thực hiện phi vụ lừa đảo ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chợ lớn 5.000 lượt vàng. Khi vụ án bị phát hiện, mức độ ăn chơi chắc táng của vị chủ tịch này cũng bị phanh phui Cụ thể, đầu năm 2002, có một tỷ đồng trong tay, Hà và người tình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại thành phát, nhưng khai khống với cơ quan chức năng, vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Do quen biết với lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh chợ lớn, Hà vay 18 tỷ đồng để mua căn nhà số 26 đường Trường Sơn, quận Tân Bình mà tài sản thế chấp chính là căn nhà này. Sau đó, đôi tình nhân mua hơn 4.800 mét vuông đất tại xã Đồng Thạnh, huyện Hóc Môn rồi phân lô bán nền trái pháp luật. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Văn Khỏe, lúc này là chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, chỉ đạo cho Trần Văn Tè, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Thạnh ngăn chặn. Lúc này Hòa Nhờ Đặng Công Danh, người có mối quan hệ thân thiết với ông Khỏe, bồi trơn 400 triệu đồng cho vị chủ tịch để được tiếp tục san nền, bán đất, thu lãi hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Danh đã nâng tay trên của ông Khoẻ 100 triệu. Có mối quan hệ với ông Khỏe, vợ chồng Hà khai tăng vốn điều lệ của Thành Phát lên 50 tỷ đồng nhằm xin dự án khu dân cư và công nghiệp sạch cũng tại xã Đồng Thạnh, huyện Hóc Môn. Thực hiện ý định, Hà và Hòa đã lập khống hồ sơ đền bù dự án trên, tạo những bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả, rồi trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để được chấp thuận, Hà nhiều lần tặng quà, tiền, đưa ông Khỏe và các cơ quan chức năng đi du hí tại nhiều tỉnh thành. Thậm chí người đàn bà này còn nhiều lần vui vẻ với chủ tịch và hứa tặng ông khỏe chiếc xe hơi Lexus đời mới. Do vậy, dù biết công ty Thành Phát không đủ năng lực thực hiện dự án, ông khỏe vẫn giao cho trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Hóc Môn Dương Minh Trung làm nhiệm vụ thẩm định dự án đề xuất triển khai giao đất cho Thành Phát. Tháng 2 năm 2005, Ủy ban nhân dân huyện lại có văn bản đề nghị cơ quan chức năng của thành phố tạo điều kiện giao đất trước cho công ty này vì không gây ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất ở địa phương. Theo xác định của Viện Kiểm sát, tổng cộng khỏe đã nhận của công ty Thành Phát hơn 1,4 tỷ đồng, 10.000 đô la Mỹ và nửa chiếc xương tê giác trị giá 10.000 đô la Mỹ, có trong tay quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và hồ sơ, danh sách đền bù giả. Vợ chồng Hà mang đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chợ lớn vay 42 tỷ đồng, tương đương 5.000 lượng vàng. Để vay được tiền, Hà lót tay cho Nguyễn Công Định, nhân viên tín dụng, để người này xác nhận đủ điều kiện vay vốn. Sau đó Hà cũng dùng chiêu vui vẻ như với chủ tịch khỏe trước đó để lấy lòng Trần Văn Tuyến là giám đốc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chợ lớn. Từ đó, Hà được Lưu Thị Minh Hiền, phó giám đốc và Tuyến duyệt cho vay 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng, chuyển số dư nợ mua nhà số 26 đường Trường Sơn trước đó. Làm việc với cơ quan điều tra, Hà cho biết để được sự giúp sức của quan huyện, vợ chồng bà này phải thường xuyên mời anh Tám và bộ sậu đi ăn đặc sản, uống rượu quý, lùng mua bằng được chiếc xương tê giác để biếu chủ tịch. Có lần, để được ông khỏe giúp làm hồ sơ xin dự án xây dựng khu dân cư, Hà phải đồng ý tặng ông này chiếc xe Lexus đời mới như yêu cầu. Thậm chí bà giám đốc xinh đẹp còn phải chiều quan huyện nhiều lần để đổi lấy chữ ký trên những bộ hồ sơ. Con chồng bà này khai, nhiều lần đưa ông khỏe đi du hí khắp các tỉnh thành ăn chơi nghỉ mát ở các nhà hàng sang trọng và dĩ nhiên không thể thiếu các kiều nữ phục vụ. 4. Nguyễn Văn Tâm, cựu đội trưởng quản lý thị trường Long An, quan hệ bất chính với vợ người khác và thường xuyên đánh bạc. Chuyện ăn chơi đình đám của các quan chức miền Tây cũng có sự góp mặt của ông Nguyễn Văn Tâm, cựu đội trưởng quản lý thị trường Long An. Cơ quan điều tra và đảng ủy khối cơ quan tỉnh Long An xác định ông Tâm sang Campuchia đánh bạc, quan hệ bất chính với bà Trần Thúy Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng, rồi cùng người tình sang nước bạn đánh bạc. Trước đó vào ngày 11 tháng 6 năm 2011, nhiều báo đã được tin hội đồng khen thưởng kỷ luật của Sở Công Thương tỉnh Long An đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Tâm, cụ thể là cách chức đội trưởng quản lý thị trường số 5. Ông Nguyễn Văn Tâm được xem là người thứ ba trong vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị đốt khi đang ngủ tại nhà riêng vào ngày 19 tháng 1. Theo cơ quan chức năng đang điều tra, nghi vấn bà Trần Thị Thúy Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng là thủ phạm đốt chồng thì bất ngờ xuất hiện tình tiết lạ liên quan đến người thứ ba. Nghi vấn trên được gia đình bà Thúy Liễu đặt ra với bằng chứng là những lá thư có vấn đề mà bà Liễu gửi cho ông Nguyễn Văn Tâm nguyên đội trưởng đội quản lý thị trường số 5 thuộc chi cục quản lý thị trường Long An. Mặc dù cả gia đình bà Liễu và bản thân người đàn bà này đều thừa nhận mối quan hệ trên mức bình thường giữa bà Liễu và ông Nguyễn Văn Tâm, nhưng ông Tâm vẫn mục mực phủ nhận. Đặc biệt, cơ quan điều tra cũng xác minh được, ngoài mối quan hệ bất chính với vợ nạn nhân, ông Tâm còn có nhiều lần cùng quý bà này sang Campuchia để thử vận may trong trò đỏ đen và thua đến hàng trăm triệu đồng. Trên đây là những cuộc ăn chơi đình đám của quan chức Việt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share ủng hộ OVBiz. Xin chào và hẹn gặp lại.